Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong những ngày tới, thời tiết ở các tỉnh thành Bắc Bộ phổ biến nhiều mây, có mưa rào và dông diễn ra trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực vùng núi đề phòng có lũ quét và sạt lở đất xảy ra, ở đồng bằng đề phòng ngập úng cục bộ. Đến với các tỉnh miền Trung, do ảnh hưởng của giải hội tụ gió đi qua các tỉnh phía Bắc, thời tiết ở khu vực Bắc Trung Bộ cũng phổ biến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Thời tiết nhìn chung không ủng hộ cho các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch. Trong khi đó, các tỉnh Trung Trung Bộ trở vào đến Ninh Thuận, Bình Thuận, mưa có xu hướng giảm dần trong những ngày tới, chỉ còn xuất hiện ở diện vài nơi. Ban ngày trời có nắng nhiều trở lại, với mức nhiệt độ cao nhất ngày hầu khắp các nơi đều chưa tăng quá 35 độ, nên nhìn chung, thời tiết sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch biển diễn ra. Do đó, các lịch trình tham quan và khám phá cảnh đẹp tại Khánh Hòa cũng sẽ được diễn ra thuận lợi trong những ngày tới. Dự báo thời tiết tại đây trong 3 ngày tới phổ biến ít mưa, ngày trời nắng đẹp, bầu không khí trong ngày dễ chịu, về đêm trời mát mẻ. Du lịch biển của Khánh Hòa là một trong những ưu thế nổi bật của địa phương này. Biển Khánh Hòa luôn sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ và lôi cuốn du khách cả trong và ngoài nước, bằng vẻ đẹp tinh khôi của những bờ cát trắng mịn, vẻ hoang sơ của những núi đá ảo diệu chạy dọc những bãi biển mang làn nước màu ngọc lam ánh lên dưới nắng vàng rực rỡ. Không chỉ vậy, thiên nhiên còn ưu ái ban tặng cho biển Khánh Hòa nguồn tài nguyên san hô giá trị và xinh đẹp, nguồn hải sản đa dạng phong phú. Cùng với các trải nghiệm thú vị như là lặn ngắm san hô, vãn cảnh biển hay tắm biển, hoặc thưởng thức các món hải sản tươi ngon của vùng, quý vị cũng đừng quên khám phá Khánh Hòa ở một góc cạnh khác cũng thú vị và hấp dẫn không kém. Những nét đẹp của làng quê Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa hứa hẹn sẽ đem tới cho du khách cảm giác bình yên, sảng khoái khi được tận hưởng vị thơm của cây lúa, sự mát mẻ của đồng ruộng, tính mộc mạc của cảnh nhà tranh vách đất, dạo quanh xóm làng, nhìn xem cảnh nông dân làm việc đồng áng thường nhật, cũng như là không quên nếm thử những món ăn rất dân dã của đồng quê. Với đặc trưng là một tỉnh duyên hải, Khánh Hòa cũng nổi tiếng với những cánh đồng muối trắng xóa một màu, mênh mông bát ngát. Một trong những cánh đồng muối lớn nhất của miền Trung có lẽ phải kể tới Hòn Khói hay là bán đảo Hòn Khói, tên chữ là Yên Cang, nằm ở phía đông của huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt cung cấp đời sống vật chất, ruộng muối tại Hòn Khói còn được đánh giá là một trong những cảnh đẹp thu hút nhiều nhiếp ảnh gia. Ngoài ra, đến thăm Hòn Khói, quý vị còn có dịp hiểu thêm về nghề làm muối cũng như những vất vả xoay quanh câu chuyện làm nghề của những người dân nơi đây. Ngược lên vùng cao Tây Nguyên, theo nhận định thì gió mùa Tây Nam có xu hướng giảm cường độ hoạt động trong 2 ngày tới, sau đó sẽ tăng chậm trở lại. Do đó, thời tiết tại đây được dự báo có mưa ở mức dưới 50% trong 2 ngày đầu. Sau đó xuất hiện nhiều hơn trong ngày 23 tháng 9, nhưng ít khả năng có mưa lớn diện rộng và kéo dài. Khoảng thời gian ban ngày trời vẫn có nắng, tiết trời mát mẻ với nhiệt độ hầu hết các nơi đều không tăng quá 32 độ. Như vậy, thời tiết khu vực trong những ngày đầu tuần nhìn chung vẫn tạo điều kiện cho các hoạt động du lịch diễn ra. Dừng chân tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, thời tiết tại đây cũng chủ yếu chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam với cường độ suy yếu, sau tăng nhẹ nên trời phổ biến ít mưa trong sáng và trưa, nắng xuất hiện nhiều hơn. Mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối với diện rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Về đêm mưa giảm dần, với mức nhiệt ngày tại Nam Bộ dao động trong khoảng là 30-34 độ, cộng thêm tiết trời ít mưa nên cũng khá phù hợp cho các lịch trình tham quan ngoài trời của du khách. Hy vọng những thông tin vừa rồi giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Và sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!